Đây. Xin chào mọi người, giới thiệu cho mọi người một bản đực này. Màu đỏ cháy luôn. Đây, mặt đen này. Yếm này. Mõm hộp nhá. Đây. Chân tay thì quảng to, chân tay to đùng luôn. Đây, trên ngực có một cái yếm trắng rất là to, nổi bật nhá. Đây, tai này. Tai đảm bảo là chưa lên nhưng mà đang lên ấy. Thì đảm bảo là lên thì sẽ ke đẹp luôn cho mọi người nhá. Đây, quả ngực rất là rộng mọi người ạ. Đấy, thần kinh căng quá. Đây, cũng thật. Người cao dài chưa? Đấy, đứng không ngả luôn mọi người này. Quả ngực đây nhá. Đấy. Em quay sống lưng để cho mọi người xem là chất lông ở trên sống lưng này. Chất lông quá đẹp luôn. Wow. Sát như là bích bùn. Rất sát và sạch nhá. Da này. Da màu đỏ cháy rồi. Đẹp ơi là đẹp luôn ý. Nhìn đấy. Mặt rất là đẹp ạ. Siêu phẩm luôn mọi người ạ. Đấy. Mặt này, chất lông này. Cắn không nhả này mọi người này. Đấy. Cắn không nhả. Em quay ngược dưới kia mọi người xem. Ngược rộng rồi. Ngược rộng rất là rộng nhá. Đấy, quả ngược. Đấy. Đấy. Rồi. Xin một bạn đực nhá mọi người. Xin chào mọi người.